Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Lâm Tâm Như đội mũ, đeo kính che mặt mọc mệt mỏi. Lâm Tâm Như trông mệt mỏi và kém tươi khi xuất hiện tại sân bay. Mới đây, Lâm Tâm Như đã xuất hiện tại sân bay cùng các trợ lý. Nữ diễn viên để mặt mộc và diện trang phục khỏe khoắn năng động. Vì vừa trải qua một chuyến đi dài nên thần sắc của Lâm Tâm Như có phần mệt mỏi. Khi nhận ra có phóng viên chụp hình, cô liên tục cúi gằm mặt như muốn che đi vẻ ngoài kém tươi tắn của mình. Trong suốt quãng đường tại sân bay, Lâm Tâm Như hầu như không nói lời nào. Cô nhanh chóng di chuyển ra ngoài dù phóng viên cố gắng hỏi. Bạn gái Hoắc Kiến Hoa chỉ dừng lại chớp nhoáng để ký tên cho một người hâm mộ. Sau đó, cô tiếp tục được trợ lý hộ tống ra bãi đậu xe. Lâm Tâm Như lên xe rời khỏi sân bay. Hiện tại, cả Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đều tức bực với những kế hoạch công việc riêng. Từ khi xác nhận hẹn hò đến nay, cả hai vẫn chưa gặp gỡ nhau thêm một lần nào. Lần gần đây nhất, họ ở bên nhau là khi người đẹp Hoàng Châu Cách Cách đến phim trường ở Thanh Đảo thăm bạn trai. Cũng vào thời điểm này, cặp đôi Như Hoa quyết định công bố chuyện tình cảm với người hâm mộ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.